Thưa quý anh chị tuổi Ất Mão, cuộc đời mỗi người tựa như một cuốn sách, và chúng ta chính là tác giả của từng trang viết. Có những chương rực rỡ đầy ánh sáng, nhưng cũng có những đoạn dừng lại ở sự dang dở để nhường chỗ cho những khởi đầu mới. Đôi khi, điều ta tưởng là cái kết hóa ra chỉ là một ngã rẽ quan trọng trong hành trình sống. Tháng 11 âm lịch năm 2024 có thể mang đến cho quý anh chị những bước ngoặt đầy bất ngờ. Đây là thời điểm để bạn chiêm nghiệm về chính mình, để tìm kiếm ý nghĩa đằng sau mọi biến cố hay thăng trầm trong cuộc sống. Cơ hội không phải lúc nào cũng gõ cửa với sự hô hào, và dấu hiệu của thay đổi đôi khi đến một cách âm thầm, chỉ những ai kiên định, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ mới có thể nhận ra. Chúng tôi không phải là thần thánh, không thể trao tay bạn vàng bạc hay sự giàu sang. Nhưng chúng tôi tin rằng mỗi người đều có tiềm năng thay đổi vận mệnh của chính mình. Cuộc sống không chỉ là chờ đợi điều may mắn từ số phận, mà còn là những lựa chọn đúng đắn, những nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tin mạnh mẽ vào chính mình. Hãy nhớ rằng mọi cơ hội tài lộc, sự nghiệp hay niềm vui đều không tự nhiên đến, mà đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo và thái độ sẵn sàng. Hành trình phía trước có thể không dễ dàng, nhưng nếu bạn bước đi với sự lạc quan, mọi cánh cửa sẽ dần mở ra. Tháng 11 này, hãy tự hỏi mình có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt. Và khi bạn dám trả lời câu hỏi ấy bằng hành động, cuộc đời sẽ dần mang đến những điều kỳ diệu. Anh chị Ất Mão thân mến, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi sự thù hận, giúp anh chị sống đời an nhiên hơn. Minh Đường Tử Di biết rằng, có rất nhiều anh chị Ất Mão đang theo dõi video vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó vì họ đã làm tổn thương đến anh chị. Thậm chí, nhiều anh chị không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình mình. Thử hỏi, nếu anh chị cứ ôm khư khư sự thù hận và oán ghét, xong rồi cuộc sống của anh chị liệu có trở nên tốt đẹp hơn không? Để dĩ nhiên là không. Món nợ anh chị đang gánh, anh chị vẫn phải gánh. Những vấn đề trong cuộc sống anh chị đang đương đầu, anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tận tâm khảm, anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai, anh chị vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu. Cuộc sống của anh chị nào có tốt đẹp hơn trước là bao? Dù trong giây lát anh chị có thể thỏa mãn được sự sân si khi thấy người mà anh chị oán hận gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất ở đâu đó trong thâm tâm của mình. Có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó, nhưng có người lại học cách tha thứ tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa nghiệp. Nghe đến đây chắc hẳn anh chị đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không phải bậc thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi những cám dỗ về tham sân si được. Anh chị Ất Mão thân mến, Minh Đường Tử Di không khuyên quý bản mệnh Ất Mão phải sống như Bồ Tát, vì điều đó vượt ra khả năng của anh chị, bởi vì cuộc sống là những sự lựa chọn. Dù anh chị có chọn lựa sống như thế nào đi chăng nữa, thì anh chị vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình, không một ai có thể chịu trách nhiệm thay cho anh chị cả. Sống làm sao để trái tim và đầu óc luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc là được, hãy để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời anh chị trở nên tốt đẹp hơn. Còn những chuyện mà người khác có vô tình hay cố ý làm tổn thương bản mệnh Ất Mão, thì anh chị hãy xem đó là một bài học cuộc đời, giúp Ất Mão mạnh mẽ hơn để đương đầu với muôn trùng sóng gió ngoài kia. Anh chị đừng quá phiền lòng để oán ghét họ làm gì cho mệt người, bởi vì đời họ họ sống, lộc họ họ hưởng, mà nghiệp của họ thì họ tự gánh lấy vậy thôi. Minh Đường Tử Di luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video, để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người anh chị nhé. Minh Đường Tử Di xin cảm ơn thiện tâm của anh chị. Ngay sau đây, không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Di sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Về tính cách người tuổi Ất Mão, đầu tiên là phải nhắc đến sự nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Khi bắt đầu một việc gì đó, họ cũng đều suy nghĩ một cách thận trọng rồi mới hành động. Vì thế để phát hiện sai lầm của họ là điều không dễ dàng. Họ là những người khá thông minh, có những suy nghĩ cho tương lai, có thể đoán trước được điều gì đã và đang xảy ra, ngay cả những mối đe dọa đối với họ. Họ là người có thể thay đổi cách sống để đạt được mục đích của mình. Cụ thể nếu cách này không được, họ sẽ ngay lập tức tìm phương án khác để thay thế. Thậm chí là phải thử nhiều cách đi chăng nữa, mục đích cuối cùng của họ vẫn là mong muốn giải quyết vấn đề nhanh và tốt nhất. Phần lớn những người tuổi Ất Mão đều hiền hòa, lễ phép, làm cho người khác có cảm giác tự nhiên, thoải mái khi tiếp xúc với họ.
Hầu hết họ không bị ai ghét bỏ, ngược lại được rất nhiều người yêu mến. Người tuổi này có niềm say mê lớn đối với cái đẹp, bẩm sinh họ đã yêu thích nghệ thuật. Chính vì thế có thể thấy được họ là những người khá bình tĩnh và luôn truy tìm đến sự hưởng thụ. Thoạt đầu tiếp xúc, bạn có thể cho rằng người tuổi Ất Mão khá ngạo mạn, nhưng thật ra họ không ngạo mạn, nhưng lại có chút gì đó là xem thường người khác. Đây cũng là yếu tố khiến người khác khó có thể gần gũi hơn với họ. Họ cũng có một nhược điểm là thiếu tích cực khi làm việc, thiếu cá tính quả đoán, thậm chí là không xem trọng một việc gì. Nghề nghiệp thích hợp nhất với họ là những nghề có tính nghệ thuật, thiết kế, tạo mẫu, diễn viên. Về phương diện tình cảm, nếu bạn bị hấp dẫn bởi một người tuổi Ất Mão thì không cần xông tới, chỉ việc lễ phép. Có học hành thì họ sẽ chủ động tiếp cận. Người tuổi này khá tốt bụng, nếu như bạn có buồn phiền gì, chắc chắn họ sẽ quan tâm giúp đỡ bạn. Người tuổi Ất Mão kiếm được rất nhiều tiền, tuy nhiên họ chi tiêu cũng rất cẩn thận. Nếu có ý định mượn tiền họ, bạn nhất định sẽ phải quay về tay không, nên hãy quên đi chuyện mượn tiền của người tuổi này nhé. Người tuổi Ất Mão thường có sức hấp dẫn từ chính sự hòa đồng, thân thiện, vui vẻ của họ. Do đó, đôi khi không cần phải chủ động, người tuổi Ất Mão vẫn luôn cuốn hút được người khác giới và nhận được nhiều lời tỏ tình, theo đuổi. Với nam giới tuổi Ất Mão, họ là những người đàn ông có quan niệm khá mới mẻ trong tình yêu, đồng thời cũng có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi. Với cách nói chuyện khôn khéo, những chàng trai cầm tinh con mèo nhanh chóng chiếm được trái tim của phái nữ. Tuy nhiên, khi đối phương muốn trói chân họ bằng một tình yêu đích thực thì họ sẽ biến mất không dấu vết. Với nữ giới tuổi Ất Mão, trong tình yêu, họ là người con gái thuần khiết, có tính cách ôn hòa, chu đáo và sở hữu bộ nguyên tắc riêng trong việc lựa chọn tình yêu cho cuộc đời của mình. Họ sẽ không bao giờ đến với người mà không có tình yêu thực sự, và cũng sẽ không có bất kỳ điều gì trói buộc được họ vào một tình yêu không tự nguyện. Tiếp theo là tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng Bính Tý, hành trình của tự nhiên và niềm tin vào sự tái sinh. Tháng 11 âm lịch năm 2024, tháng Bính Tý không chỉ là một mốc thời gian trên lịch mà còn mang trong mình những giá trị sâu sắc, kết nối thiên nhiên, triết lý âm dương và đời sống nhân sinh. Đó là thời điểm khi trời đất chạm đến sự khắc nghiệt của mùa đông, nhưng đồng thời, từ lòng sâu thẳm ấy, những mầm sống mới bắt đầu thức dậy. Âm dương giao hòa, khởi sinh từ trong tận cùng. Theo kinh dịch, tháng Bính Tý gắn liền với quẻ Phục, biểu tượng cho sự trở lại và khởi đầu. Trong quẻ này, giữa sáu hào âm dày đặc, chỉ có một hào dương duy nhất xuất hiện ở đấy, như một ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên từ bóng tối. Hình ảnh ấy là minh chứng cho quy luật bất biến của vũ trụ, ngay cả khi âm khí đạt cực thịnh, dương khí vẫn lặng lẽ sinh sôi, chuẩn bị cho một chu kỳ mới đầy hy vọng. Quẻ Phục không chỉ phản ánh sự vận hành của trời đất mà còn gửi đến mỗi chúng ta một thông điệp nhân sinh sâu sắc. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng u tối nhất, vẫn luôn tồn tại tiềm năng để bắt đầu lại, chỉ cần đủ kiên nhẫn và niềm tin. Bản hòa ca của thiên nhiên qua hai tiết khí lớn. Tháng Bính Tý được tô điểm bởi hai tiết khí quan trọng, Đại Tuyết và Đông Chí, như những nhịp trống báo hiệu sự vận động kỳ diệu của trời đất. Đại Tuyết, khi thiên nhiên khép mình. Đầu tháng, tiết Đại Tuyết xuất hiện, báo hiệu cái lạnh khắc nghiệt nhất của mùa đông tại nhiều vùng. Tuyết rơi dày, cây cỏ chìm trong giấc ngủ, và mọi sinh vật thu mình lại để bảo toàn năng lượng. Trong sự lặng lẽ ấy, thiên nhiên dường như đang dồn sức cho một sự chuyển mình mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đại Tuyết nhắc nhở rằng đôi khi sự im lặng và chuẩn bị là bước đệm không thể thiếu để bùng nổ và tỏa sáng. Đồng chí, điểm cực đỉnh của âm khí và sự trở lại của ánh sáng. Giữa tháng, ngày Đồng chí, khi đêm dài nhất và ngày ngắn nhất, chính là khoảnh khắc chuyển giao vĩ đại. Đây là lúc âm khí đạt cực đại, nhưng cũng là khi dương khí bắt đầu sinh sôi trở lại, tượng trưng cho sự hồi sinh của ánh sáng và sự sống. Từ Đồng chí, ban ngày sẽ dài hơn, ánh nắng sẽ mạnh hơn, mang theo lời hứa của một mùa xuân rực rỡ phía trước. Đồng chí dạy chúng ta rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ánh sáng của hy vọng vẫn luôn chờ đợi để trở lại. Tháng của suy ngẫm và định hướng. Tháng Bính Tý không chỉ là một chặng đường thiên nhiên chuyển mình mà còn là thời điểm để con người tạm dừng, suy ngẫm và tái định hướng, gắn bó với thiên nhiên và cộng đồng. Khi cái lạnh buốt giá bao trùm, đây là lúc con người tìm về mái ấm gia đình, quây quần bên bếp lửa, chia sẻ hơi ấm yêu thương. Các hoạt động tích lũy lương thực,
củng cố nhà cửa không chỉ giúp chống chọi mùa đông mà còn tạo cơ hội để mỗi người gắn kết hơn với những giá trị bền vững của cuộc sống. Làm mới tâm hồn và đặt mục tiêu. Đông chí được coi là thời khắc lý tưởng để tổng kết những gì đã qua và khởi đầu những điều mới mẻ. Hãy buông bỏ những điều cũ kỹ, những gánh nặng không cần thiết và mở lòng đón nhận một tương lai tươi sáng. Giống như dương khí nhen nhóm từ trong âm khí cực thịnh, những bước đi nhỏ bé hôm nay có thể trở thành nền móng cho những thành công lớn lao mai sau. Bài học từ tháng Bính Tý, niềm tin vào chu kỳ bất tận của vũ trụ. Tháng Bính Tý là lời nhắc nhở rằng mọi thứ trên đời đều tuân theo một chu kỳ hài hòa. Cái lạnh giá của mùa đông chỉ là một đoạn ngắn trong bản trường ca của tự nhiên, và sau bóng tối luôn là ánh sáng. Hãy để tháng này trở thành nguồn cảm hứng rằng dù đối diện với khó khăn hay thách thức lớn đến đâu, bạn cũng có thể tìm thấy một khởi đầu mới từ trong chính mình. Hãy tin tưởng rằng ánh sáng luôn xuất hiện từ nơi tưởng như tối tăm nhất, và sự sống luôn sinh sôi từ những điều giản đơn nhất. Tháng Bính Tý không chỉ là một đoạn thời gian, nó là biểu tượng của sự tái sinh, khởi đầu và niềm hy vọng mãnh liệt vào những điều tốt đẹp đang chờ đón. Có lẽ tháng 11 âm lịch này sẽ không tiến triển theo chiều hướng mà người tuổi Ất Mão mong muốn. Dưới tác động mạnh mẽ của cục diện tương hình, bản mệnh làm gì cũng thấy khó khăn, trở ngại, thậm chí bị người khác ngáng đường. Trên phương diện sự nghiệp, do tính cách ngạo mạn nên dù có tài giỏi đến mấy bạn cũng không được lòng mọi người xung quanh. Một số người thậm chí còn hống hách, tự động tách mình ra khỏi tập thể, không chịu hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì vậy, công việc của bạn thường tiến triển một cách chậm chạp, thậm chí gặp vướng mắc khó giải quyết ngay lập tức. Tài chính cũng không mấy khả quan, khi con giáp này thường xuyên giữ những suy nghĩ cứng nhắc, không chịu thay đổi nên khó bắt kịp xu hướng của thị trường. Hơn nữa, bạn thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người, nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm, gây hao tài tốn của. Hãy coi đây là bài học mình cần phải ghi nhớ để không mắc lại trong tương lai. May mắn, dù ngoài xã hội có vướng mắc thế nào, thì bản mệnh cũng luôn có một mái nhà để quay trở về. Những người thân trong gia đình bạn là những người luôn bao dung, cổ vũ, động viên để bạn vượt lên trên hoàn cảnh. Cũng nhờ có người thân, bạn cảm thấy có động lực để tiếp tục cố gắng. Người độc thân nếu mở lòng thì có cơ hội gặp được người như ý muốn. Về phương diện sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Mão có dấu hiệu chững lại trong tháng 11 âm lịch này. Bản mệnh cần phải dè chừng sức ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, dễ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ, tự đầy mình vào rắc rối. Có thể bạn là người có tâm nhìn xa trông rộng đấy, tuy nhiên bạn không nên lấy đó làm ngạo mạn và coi thường quan điểm của mọi người xung quanh. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch thấy rằng, thói quen ăn nói không biết kiêng nể sẽ dễ khiến bạn gây thù chuốc oán với người khác, làm các mối quan hệ xã giao từ trước đến nay bị ảnh hưởng, đặc biệt là với người làm lãnh đạo. Con giáp này cần chú ý trong cách trao đổi công việc với nhân viên, nếu không dễ khơi lên sự bất mãn mất. Đoàn kết trong tập thể, nếu mọi người không có cùng mục tiêu, ai cũng giữ bất mãn trong lòng, thì công việc khó có thể tiến triển như ý muốn được. Nguyệt Lạnh Lâm Tử khuyên bản mệnh cần cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Người tài giỏi đến mấy cũng không thể làm tất cả mọi việc một mình. Nhiều khi, bạn cần đến sức mạnh của sự đoàn kết mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Sự xuất hiện của các tinh thiên đức cũng giúp cho vận trình của bản mệnh đỡ phần ảm đạm. Nếu bạn biết hạn chế các mặt tính cách chưa tốt của mình, thì vẫn có cơ hội cho bạn khẳng định điểm mạnh của bản thân, ghi điểm trong mắt người khác, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Về phương diện tài lộc, con đường tài lộc của người tuổi Ất Mão cũng khó đạt được sự phát triển như mong muốn trong tháng 11 này. Đây là lúc bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại những gì mình đã làm. Nếu thấy mình mắc lỗi sai thì cần nghiêm túc sửa đổi, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. Người làm ăn kinh doanh cần thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc đã có phần lạc hậu của mình. Xu hướng thị trường luôn thay đổi liên tục, nếu bạn không bắt kịp thì rất dễ trở thành người tụt hậu để các đối thủ vượt qua mình. Bên cạnh đó, tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch khuyên bạn cũng cần chú ý lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đừng nên tự coi mình là nhất. Quá trình đầu tư luôn tiềm ẩn những nguy cơ mà có khi bạn không thể nhận ra hết được. Nếu cứ bướng bỉnh làm theo ý mình, bạn sẽ rất dễ phạm sai lầm, gây hao tài tốn của, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những người đi theo mình.
đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh, bởi bạn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm cũng như hiểu biết về đối tác của mình. Tốt nhất, hãy cứ bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá vấn đề cho chuẩn xác và chờ đợi cơ hội triển vọng hơn trong tương lai. Về phương diện tình cảm, gia đạo, điểm sáng tình duyên là điều an ủi lớn lao đối với người tuổi Ất Mão trong tháng này, khiến cho vận trình bớt phần ảm đạm. Bạn được sống trong sự yêu thương, bao dung của người thân, nhờ thế mà bạn có thêm động lực để đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn. Bạn luôn tâm sự với người ấy những khúc mắc mình đang gặp phải và người ấy sẵn sàng dành cho bạn những lời khuyên hữu ích. Hơn nữa, đối phương còn luôn bao dung cho những tính cách chưa tốt của bạn. Vì thế, hãy trân trọng những gì mình đang có và đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Chắc chắn hai người có thể xây dựng được mái ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Cũng nhờ sự tự tin mà bạn dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ cần giữ tinh thần tích cực, cởi mở, không khó để bạn tạo lập được mối quan hệ mới với một ai đó. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Ất Mão cần chú ý suy nghĩ tích cực và trò chuyện với mọi người nhiều hơn để giảm áp lực tinh thần cho mình trong tháng này. Nếu gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, đừng nên cứng đầu cứng cổ, khư khư giữ quan điểm của mình. Đôi khi, hạ thấp cái tôi của mình xuống và làm theo gợi ý của mọi người, bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản cũng như tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chú ý duy trì nếp sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục thể thao. Quá trình vận động không những giúp bạn khỏe mạnh về thể chất mà còn thoải mái về tinh thần. Thậm chí, bạn còn quen được với bạn bè hoặc người có cùng chí hướng khi tham gia các hoạt động. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng giai đoạn và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Ất Mão 1975 trong tháng 11 này, nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Ất Mão 1975 thường đều đã thành gia lập thất, an cư lập nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn là người xây nhà hoặc mua nhà muộn thì có thể xem hướng xây nhà tuổi Ất Mão 1975 trong bài hướng dẫn dưới đây. Tuy nhiên, trước khi quan tâm đến việc xem hướng nhà, bạn cần phải tham khảo qua các lưu ý để tránh sai sót trong quá trình xem hướng xây nhà. Tuổi Ất Mão 1975 dưới đây là một trong những hướng nhà tốt được sắp xếp từ tốt nhất theo quan niệm trong phong thủy. Hướng nhà tốt nhất dành cho gia chủ là nam tuổi Ất Mão 1975. Hướng Tây Bắc là một trong những hướng tốt nhất dành cho gia chủ Ất Mão. Đây là hướng sinh khí, đem đến phúc lộc trọn vẹn, sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, phú quý, cũng như phát triển trên con đường sự nghiệp của mình một cách nhanh chóng nhất. Hướng Đông Bắc là hướng diên niên, có khả năng đem đến sự phát triển ổn định trong mọi mặt, giúp cho công việc của gia chủ luôn được ổn định và phát triển mạnh mẽ, gia đình luôn được yên ấm và hướng đến những sự phát triển dài lâu, con cái luôn thành đạt. Hướng Tây hay còn được biết đến là hướng mà gia chủ gặp được quý nhân phù trợ, giúp tránh được nhiều tai họa trong con đường đời và đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống, giúp dạng sự đều an lành, tránh được nhiều tai nạn khác nhau. Hướng Tây Nam là hướng gia chủ sẽ nhận được những sự che chở, được trời ban nhiều phước lành, có sức khỏe tốt để đem lại nhiều may mắn, tốt lành trong cuộc sống, giúp cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió, công việc kinh doanh cũng ngày càng thuận lợi hơn hẳn. Đối với hướng nhà tuổi Ất Mão nữ mạng, cũng được sắp xếp theo các thứ tự các hướng nhà từ tốt nhất, đây đều là những hướng nhà vô cùng tốt, dành cho gia chủ tuổi Ất Mão nên chọn lựa xây dựng, để đem lại cho mình nhiều may mắn, cũng như nhiều tài lộc, và giúp gia đình luôn được yên ấm, phát triển. Hướng Tây Bắc được đánh giá là hướng tốt nhất, giúp gia chủ gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cũng như có được sự che chở tốt, gia chủ sẽ nhận được giàu sang, phú quý, con cháu tài giỏi, thông minh, hiếu thảo. Hướng Đông Bắc, với hướng này, gia chủ sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống luôn an nhàn, ổn định, phát triển thịnh vượng. Hướng Tây, tốt cho gia chủ, mọi sự đều ổn định và phát triển tốt. Hướng Tây Nam là hướng đem đến cho gia chủ nhiều tài lộc, phú quý, giàu sang, cuộc sống luôn viên mãn, thịnh vượng.
Tử Vi từng tuần tuổi Ất Mão 1975 trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tử Vi tuần 1 tuổi Ất Mão tháng 11 âm lịch 2024. Trong công việc, tuổi Ất Mão tập trung cao độ, giải quyết nhiệm vụ khá nhanh, chất lượng, nhanh chóng lao mình vào để xử lý những vấn đề còn tồn đọng. Với tinh thần làm việc hết mình, bản mệnh sẽ vượt qua được khó khăn. Tài chính của tuổi Ất Mão cũng báo về tin vui. Giữa tuần là khoảng thời gian tài lộc có dấu hiệu dưỡng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cầu tài, may mắn sẽ đem tiền về, cũng nhờ vậy để ra được một khoản tiết kiệm cho bản thân. Trên phương diện tình cảm, đào hoa nở rộ, báo hiệu những tin vui sẽ đến với tuổi Ất Mão, dù là người độc thân hay các cặp đôi. Người đã lập gia đình đều có thể yên tâm khi nhân duyên đang rất rộng mở, tình cảm có tín hiệu tích cực. Đôi lứa, vợ chồng hóa giải được nhiều mâu thuẫn trước đó, cả hai bên đều chủ động gác lại cái tôi để cùng vun vén hạnh phúc. Trong khi đó, người độc thân có một tuần dưỡng duyên, các mối quan hệ trong công việc hay ngoài cuộc sống đều có thể giúp bản mệnh có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc các tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ. Con số may mắn: nam 7, 80, 22, 37, nữ 8, 71, 63, 41. Tử Vi tuần 2, tuổi Ất Mão, tháng 11 âm lịch 2024. Tuổi Ất Mão nên hết sức đề phòng bởi có thể có tiểu nhân quấy phá, khiến công việc của bản mệnh gặp nhiều trở ngại. Có vẻ như những gì bản mệnh đạt được khiến kẻ xấu ghen tị, buông lời gièm pha nhằm bôi nhọ bản mệnh. Trong môi trường tập thể, cạnh tranh là điều không tránh khỏi. Với những chiêu trò cạnh tranh bẩn, chắc chắn tuổi Ất Mão sẽ gặp bất lợi nhất định. Nhưng chỉ cần bình tĩnh, tự tin thì sẽ có thể tìm được phương pháp phù hợp để đối phó. Hơn nữa, sẽ không gì có thể lung lay được ý chí của bản mệnh. Ở thời điểm này, tuổi Ất Mão cũng cần chú ý trong chuyện đầu tư, nên để cao tính an toàn, chớ nên mạo hiểm làm điều gì đó bởi có thể dẫn tới thất bại. Vốn bỏ ra như muối bỏ biển, hơn thế nữa, cũng không tùy tiện cho người khác vay tiền hay vay tiền người khác để tránh bị tiểu nhân lừa gạt. Vận trình tình cảm trong tuần này của Ất Mão không có biến động đáng kể. Người độc thân có vẻ nóng lòng muốn tìm kiếm đối tượng, nhưng bản mệnh càng sốt ruột thì duyên càng ở xa. Thay vì ngồi một chỗ chờ tình duyên tới, con giáp này nên ra ngoài giao lưu để mở rộng mối quan hệ. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ. Màu sắc các tường: cà phê, xám. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Con số may mắn: nam 4, 05, 47, 79, nữ 2, 92, 58, 81. Tử Vi tuần 3, tuổi Ất Mão, tháng 11 âm lịch 2024. Tuổi Ất Mão có thể xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp, cái tôi quá cao, bản mệnh khăng khăng với ý kiến cá nhân và sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của người khác. Để bảo vệ quan điểm của bản thân, thái độ này đang khiến bản mệnh không được lòng mọi người. Áp lực trong công việc cũng khiến cho tuổi Ất Mão chịu nhiều căng thẳng, công việc thì quá tải, mà bản mệnh lại ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Có vẻ con giáp này đang tự cô lập mình trong tập thể vì cách xử sự của mình. Hãy tự xem xét lại bản thân để không tự làm khó mình. Trong tình yêu, tuổi này đã sẵn sàng mở lòng và bắt đầu một mối quan hệ mới. Chỉ cần bản mệnh chủ động hơn đã là tín hiệu vô cùng tích cực rồi. Đừng quá lo lắng nếu duyên vẫn chưa tới. Các cặp đôi đang trong giai đoạn thăng hoa, bản mệnh cho phép mình tin tưởng tuyệt đối đối phương. Tuy nhiên, tình hình tài chính có vẻ như sẽ có hao hụt đáng kể do hung tinh thiên quan án ngữ. Thời điểm này không thích hợp với việc đầu tư hay làm ăn lớn, bản mệnh nên cân nhắc kỹ trước khi bỏ tiền ra. Đồng thời, sức khỏe cũng cần chú ý chăm sóc hơn, bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều dẫn đến lo âu, mệt mỏi. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 đến 13 giờ. Màu sắc các tường: xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ:
Mùi, Tuất, Hợi, con số may mắn: nam 4, 96, 21, 65, nữ 2, 37, 82, 14. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Mão, tháng 11 âm lịch 2024. Tuổi Ất Mão có vận trình khá ảm đạm, đặc biệt tài chính có dấu hiệu hao hụt, người kinh doanh thu nhập giảm sút. Trong khi người làm công ăn lương thì dễ gặp phải vài sai sót trong việc ký kết giấy tờ, nghiêm trọng có thể phải bỏ tiền ra đền bù. Trong tuần này, nếu có dự định thực hiện các kế hoạch công việc quan trọng, nhất là những việc liên quan tới kinh doanh, đầu tư, thì tốt nhất tuổi Ất Mão nên thực hiện sớm vào thời điểm đầu tuần. Lúc này, vận khí còn tốt, nên giảm thiểu được rất nhiều nguy cơ mất tiền. Khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi, có nhiều khả năng con giáp này sẽ đưa ra một số quyết định phạm sai lầm. Rất có thể chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công việc hiện tại của bản mệnh. Hãy tham khảo ý kiến của những người xung quanh để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Trên phương diện tình cảm, tuổi Ất Mão cũng có thể sẽ phải đối mặt với những nỗi buồn phiền. Có lẽ cách cư xử thiếu tinh tế của bản mệnh là nguyên nhân gây nên những rắc rối hiện tại. Con giáp này có phần áp đặt và không để cho đối phương có tiếng nói, nên trong mối quan hệ giữa hai người ngày càng nhiều mâu thuẫn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi, con số may mắn: nam 1, 48, 55, 39, nữ 5, 61, 13, 78. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương được coi là cát tinh, tốt cho nam hơn nữ mạng. Thái Dương ví như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu thì khó khăn được tháo gỡ, làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn này chủ yếu gây đau yếu, bệnh tật, tai nạn xe cộ bất ngờ, tốn kém tiền bạc cho vấn đề sức khỏe. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm con rồng, tuổi Ất Mão nam mạng gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Cách hóa giải vận hạn. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024: làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió,
tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975, theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú được coi là hung tinh, năm có sao này chiếu nữ mạng Ất Mão dễ mang miệng tiếng thị phi, có kẻ dở trò xấu mà sinh ra thưa kiện. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, trồng trọt không được mùa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Năm có hạn Quỳnh Tuyền quý bạn dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Ất Mão nữ mạng sinh năm 1975 gặp vận niên Thử Ngộ Điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Bí quyết cải mệnh của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc này có khi ta làm trong vô thức mỗi ngày mà không nhận ra, khi nhận diện được chúng thì cố gắng phát huy thêm bạn nhé. Một là bạn mở lòng lắng nghe các ý kiến khác. Hầu hết chúng ta quá xem trọng cái tôi, nhất là những người được khen là giỏi, là tài năng. Chính điều đó đã khiến họ cao ngạo, tự đóng hết các cánh cửa, cơ hội học hỏi và thu hút tài lộc về với mình. Mỗi một sự kiện xảy ra luôn có những ý kiến trái chiều, thay vì bảo vệ bằng được ý kiến của mình, thì bạn nên lắng nghe mọi ý kiến. Không nên vội vàng phân định đúng sai từ sớm, khả năng duy trì tâm lý linh hoạt và đón nhận sự thay đổi đi kèm với kỹ năng cởi mở. Những quan điểm khác nhau sẽ khiến cuộc sống của bạn luôn tươi mới mỗi ngày. Thế nên, nếu bạn thấy mình có kỹ năng lùi bước trước một tình huống, thì chứng tỏ bạn đang ngày càng khôn ngoan. Hai là bạn trân trọng những gì đang có. Tục ngữ có câu, đôi giày của mình chỉ có đôi chân của mình mới biết đi có vừa và thoải mái hay không. Một người còn có tâm so sánh bản thân từ sự nghiệp đến thành tựu của con cái, thậm chí là vẻ ngoài, lối sống với người khác là điều tồi tệ nhất, khiến cuộc sống trở nên u tối.
Chẳng thần tài nào muốn ở gần những người như vậy cả. Lý do khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn và một nửa là do so đo, tính toán. Chính hành vi này không chỉ tạo ra cảm giác không hài lòng về chính mình, mà còn nảy sinh tâm lý chán nản. Tiền tài là vật ngoại thân, biết đủ dùng là được, không cần phải so sánh thiệt hơn. Mỗi người đều có hoàn cảnh cuộc sống và phúc phận riêng, có được bao nhiêu tiền tệ thì nên trân quý bấy nhiêu, tốt nhất không nên so đo. Sống ở đời, hạnh phúc, bình an là được. Trong hôn nhân, nếu so sánh cuộc hôn nhân của mình với người khác, bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy thêm rắc rối và phiền não cho mình mà thôi. Về tiền bạc, sau đó kích thước ngôi nhà to hay nhỏ thì cũng chỉ có thêm buồn bực trong lòng. Thế nên, một người biết trân trọng những gì đang có thực sự là người biết rõ giá trị bản thân. Họ sống với thái độ biết ơn thì ông trời sẽ càng mang đến cho họ những điều tuyệt vời hơn nữa. Vì thế trong cuộc sống, hãy thường xuyên nuôi dưỡng thái độ tích cực, biết ơn những gì bản thân đang có. Dù đối mặt với áp lực, họ chỉ cần học cách trân trọng những gì mình đang có. Ba là bạn hay khen ngợi người khác. Trong cuộc sống, việc đưa ra một lời khen ngợi cho ai đó là việc không dễ dàng gì. Cho dù bản thân lại rất thích được khen, công nhận khả năng của ai đó, nhiều người lại nghĩ rằng sẽ làm mình kém đi. Chính tư duy này khiến họ nghèo mãi, không có cách nào khá lên được. Người ghen tị với thành công của người khác sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc, vì luôn có người hơn bạn. Nhưng nếu bạn luôn biết khen ngợi điểm mạnh của người khác, khuyến khích họ, thì không chỉ mỗi họ được lợi mà ngay cả chính bạn cũng nhận được phước lành từ họ. Hơn nữa, tinh thần phấn chấn, vui vẻ từ việc hạnh phúc cho thành công của người khác sẽ càng thu hút những điều tốt đẹp về với bạn. Những hình ảnh của họ sẽ khuyến khích bạn vươn lên những tầm cao mới để hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi đó, túi tiền của bạn được cải thiện cũng là điều dễ hiểu. Quan sát suy nghĩ của chính mình. Mỗi ngày chúng ta có tới 60.000 suy nghĩ ập tới trong tâm trí của chúng ta một cách vô thức. Nhưng có người rất khôn ngoan khi họ quan sát suy nghĩ của mình để dừng lại những suy nghĩ tiêu cực, phát triển những suy nghĩ tích cực. Mỗi suy nghĩ có tần số sóng riêng, và khi nhiều suy nghĩ tích cực ở tần số cao sẽ càng thu hút nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Thế nên, nếu bạn biết quan sát suy nghĩ của chính mình cũng là dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc, bạn chắc chắn đã trở nên khôn khéo khi biết rõ mình cần chiến đấu trong trận chiến nào. Những người khôn ngoan sẽ xem xét các cuộc tranh luận về những vấn đề khi bước vào. Thay vì cố gắng quá sức, họ sẽ chọn đặt năng lượng của mình vào những nơi không hiệu quả. Năm là bạn coi trọng sự bình yên. Một trong những dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc đó là bạn bắt đầu chọn bình yên hơn là tranh đấu, giành giật, lôi kéo sự chú ý của một đám người nào đó. Bạn chọn sự bình yên cho chính tâm hồn mình. Từ đó, bạn sẽ dừng loạn, bỏ được tâm trạng lo lắng về sự an toàn của công việc, sức khỏe con cái. Điều này khiến hầu hết mọi người cảm thấy cực kỳ nhạy cảm và dễ mất bình tĩnh. Thực tế là những người khôn ngoan sẽ ưu tiên và coi trọng sự hòa bình, cũng như sẽ nỗ lực để duy trì trạng thái đó. 6 là bình tĩnh khi đón nhận các vấn đề. Với những chuyện bất như ý xảy ra, ta thường trở nên nóng tính, phản ứng thái quá với những tình huống nhỏ nhặt. Sự bùng phát cảm xúc thường xuyên này không những gây căng thẳng cho bản thân, mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng một người có thể bình tĩnh đối mặt cho thấy họ đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh khi luôn giữ được tâm sáng như thế, thì làm gì cũng thành công. Thế nên một ngày nào đó họ giàu có cũng là điều dễ hiểu. Hơn ai hết, những người này biết rằng dù chúng ta có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì cũng luôn có những điều xảy ra bất ngờ. Thay vì cảm thấy thất vọng thì hãy coi đó là cơ hội để vươn lên. 7 là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi bạn đã hiểu rằng cuộc đời này vô thường, bạn sẽ chẳng bao giờ vì chuyện tiền bạc mà lo hại gia đình mình. Tiền bạc nhiều đến mấy cũng vô nghĩa khi không hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Trong khi đó, tình thân sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị tốt đẹp hơn nhiều. Bên cạnh việc kiếm tiền, chớ nên xem nhẹ gia đình, vì đó luôn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn. Tài lộc của bạn được cải thiện cũng là việc có được sự hỗ trợ, động viên từ họ chứ không phải ai khác. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024.